Đoán xem vị tướng 4 tiền nào tiếp theo sẽ xuất hiện trong series chơi cờ với nắng ạ. Cứ tưởng là không có đất diễn ở mùa 10 này, thế mà cuối cùng anh chàng máy dập Viego vẫn được một vé tái xuất giang hồ, trở lại mạnh mẽ hơn ở phiên bản 13.24 thoát kiếp kép phụ. Đây sẽ là một vị tướng mạnh đi cùng với đội hình Petakill vô cùng chất lượng mà các bạn có thể chọn leo rank để không cần phải tranh giành Karthus và Akali với các nhà khác nữa đấy. Đảm bảo kẻ ngoại đạo này sẽ là một carry cực kỳ uy tín, không tin thì các bạn cứ xem tiếp nhé. Cổng dịch chuyển hôm nay sẽ là bản giao hưởng bạc, cho tất cả các lõi công nghệ đều là bạc luôn. Đồ khởi đầu sẽ ba ra quái của mình là một đai máu, một giáp và một gậy phép. Lõi công nghệ đầu tiên chắc chắn sẽ được loại ra là đồng minh của bụt, vì lõi này phù hợp chốt bài đấu 2 tiền hơn. Ma cà rồng cũng được loại nốt vì mình muốn lấy thêm đồ và vàng từ lõi kho báu sắt để lắp đồ giữ máu và làm một chút kinh tế. Thật là thông minh. Bắt siêu sao Dinh Phăng sau khi chọn lõi xong đi cùng với Senna kích hai liên xạ. Tanh của mình sẽ là hai hộ pháp với vương miện được lắp cho Kennen. Gặp người anh em cũng đếp bằng Dinh Phăng cầm cuồng đao, nhưng mà tanh thì yếu hơn bài bên mình, có được chiến thắng đầu tiên với hai chest. Thay lại phong tanh một chút với hai vệ binh và bỏ đi hộ pháp, cho Morder cầm vương miện nhìn sẽ uy tín hơn nhiều. Gặp một nhà đang eco chỉ mới level 3, chiến thắng thứ hai tiếp tục dễ. Nhìn thấy hơi rủi ro trong việc up 5 vì có nhà khá là mạnh, mình chỉ nhấn up cấp một cái để round sau xem là có được gì không. Gặp đúng một ông disco lắp hết đồ, giáp lửa đi kèm với hồi máu từ disco quá mạnh nên là mình không thể thắng. Đi chợ không có quá nhiều sự lựa chọn khi mà đứng ở trên cùng, mình lấy về mảnh kháng phép 2 tiền. Cho ô lắp 2 vào sân khi đã up 5, mình lắp luôn huyết kiếm cho Dinh để tiếp tục giữ máu. Gặp một nhà level 5 đang đợi siêu sao Hustle nên bài khá là yếu, mình thắng lại luôn. Bắt siêu sao rắc siêu quẩy cho vào tham chiến vì nó mới được búp nhìn uy tín hơn Dinh nhiều. Đối thủ đang level 4 nên không quá khó để mình có được chiến thắng tiếp theo. Giá mà lúc nãy không thua ông kia là giờ có Witchick 5 ngon rồi. Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra. Khá khá tiền của một chiếc cung rơi ra sau khi mình đập đá. Thanh lý luôn siêu sao rắc để tiếp tục đổi siêu sao vào tích 50 tiền. Siêu sao xuất hiện trị giá 1 tiền nên là không ngon lắm. Mình cho tạm kêu rơi ra từ ra quái vào sân để kích 3 Pentakill. Đồ cho Olaf cầm trước. Gặp nhà chơi Miss Fortune Eco rất nhiều tiền. Bài thì toàn 1 sao không update gì hơn. Bài ông này chắc là phải nhiều tiền lắm đấy. Mình có chiến thắng thứ 3. Bổ sung thêm một chiếc lõi đánh nhau với đánh siêu giáp sẽ đảm bảo là mình không cần lắp thêm bùa đỏ hay là quỷ thư trong trận đấu này. Hai chiếc lõi còn lại chỉ roll cho đỡ phí mà thôi. Up level 6 cho Seth vào sân và tiếp tục đánh khi mà không có siêu sao. Mình đụng độ nhà đép bằng Annie, tanh đã đảm bảo vô cùng chắc chắn với Echo 2. Mình để thua gần như là nguyên nhà. Morder lên 2 sao nên mình chống được một slot. Bắt tạm siêu sao Trick cho ra trận đếp tím. Gặp nhà KDA đang đếp bằng Kai'Sa có luôn Akali. Mình để thua 2 chest. Được đi chợ thứ 2 nhưng đồ ngon thì đã bị húp hết. Nào là tướng 4 tiền Karthus, Xẻng, Z đều đã bị các đối thủ cướp mất. Mình lấy về chiếc giáp 2 tiền để lắp quyền năng. Tiếp tục thua đẹp nhà Hustle đúng một chest để kéo dài chuỗi thua lấy thêm kinh tế mà không mất quá nhiều máu. 3.6 vẫn là một trận thua khá đẹp trước nhà đang đếp bằng Cocky. Level 7 đã được lên luôn ở rau sói. Săn 5 con sói hư hỏng thì mình lấy thêm về được 3 cái găng, 1 cái giáp và 1 kháng phép. Nice. Lắp luôn một trái tim khổng thần cho Morder và một giáp vai để giảm giáp đối thủ. Tiếp tục nhấn up cấp để tiến gần hơn tới level 8 sau khi mình để thua 2 chest trước nhà Yone vừa xả cạn tiền ở rau này. Thấy có xoay bài tự động mình đắn đo một lúc rồi quyết định xoay xem là có ra tướng ngon không. Nếu ngon thì mình dùng luôn, còn không thì mình sẽ bán đi để làm kinh tế lên 8 xoay bài. Nước bị hay đấy. Game xoay cho mình được một con Ezreal 2 sao, không cần lắm nên là mình bán ngay lập tức. Level 8 được update với 50 tiền. Mình xả tiền bắt được Viego siêu sao Pentakill. Kiana cũng xuất hiện giúp mình tự tin hơn để back lại ở round này. Mãi roll quá nên là chưa kịp đổi đồ trên người Gna qua. Mở màn với chiến thắng khá xít sao trước nhà KDA Ari với 2 chest. Tháo đồ để trả lại cho Viego. Mình tiếp tục giành chiến thắng trước bài đấu KDA nhưng mà chưa xoay bài. Họ vẫn còn đang đép bằng Kai'Sa nên khá là yếu. Đi chợ nhặt nốt cái nước mắt để lắp bàn tay cho Viego, chưa nhiều găng quá không tối ưu hết được. Nước chạy chỗ trũng khi mà game cho mình gặp tiếp ông Hustle vẫn còn đang ở level 7. Ngoài siêu sao xét ra thì ông này toàn 1 sao nên không quá khó để mình giành chiến thắng. Đối thủ đép bằng Miss Fortune lúc nãy cứ tưởng là chơi luôn nhưng mà không. Ông này đang có ý định xoay bài nên vẫn còn đang đép và lên cấp chứ không roll. Mình cháy!
đồ rơi ra rau chim, mình lắp được một bàn tay và một áo choàng bóng tối cho Kiana để nó hack đồ. Thay Illaoi vào sân để beat góc các nhà Akali với Karthus, mình tích lại 40 tiền chưa rôn vội. Không quá khó hiểu khi mình phải để thua nhà Yone ở round 5.1 này. Họ đã update 3 sao còn carry nhiều hơn bài mình ra mặt. May mắn là mình chỉ để thua 2 chest chứ không quá đau. Úi giời, bài mình một carry là Viego vẫn thắng nhà Pentakill đam bằng cả Karthus và Viego luôn. Kiana tỏ ra vô cùng lợi hại khi mà liên tục hack đồ cho team mình. Để đảm bảo lượng đam đầu ra là đủ, mình có lại được chiến thắng mà vẫn chưa cần roll. Check nhà và xếp bài làm sao cho Kiana ra được skill sớm và hack đồ cho team mình. Lần này phải đối đầu với nhà KDA Ari Akali, mình vẫn giành được chiến thắng suýt sao. Lấy về áo choàng bóng tối ở vòng đi chợ cho Ken có đường mà quẩy. Nhà đép bằng Miss Fortune cứ tưởng là xoay sang bài gì. Xoay sang Ezreal thì khá yếu, gặp bài mình không thể clear được quá nhiều. Đã thế Kiana còn chắc cú hack hẳn 3 cái giáp máu cho Illaoi thì team bạn chỉ có biết khóc mà thôi. Cút con mẹ. Không thể pro hơn khi mà Viego thể hiện sự khéo léo trước cái bóng nhà Hurtsteel để giúp mình thắp lửa lên. Những pha dập phải nói là chí mạng vào những mục tiêu quan trọng, sau đó kích hoạt thánh da rẻ luồn ra sau hạ gục từng mục tiêu một. Săn xong dòng ngàn tuổi thì mình cũng đã update được level 9 với 50 vàng. Xả tiền và update được các tướng chưa 2 sao. 5 thánh da rẻ cũng được cho vào sân. Mình còn lên được cả Kiana 2 sao. Blue lấy từ dòng ngàn tuổi cũng cho Kiana nốt, cho nó hack nhiều đồ. Thử sức với bài KDA Ari Akali ở vòng 6.1, hay nói đúng hơn là áp đảo khi đối thủ chỉ mới Akali 1 thôi. Vẫn cứ là uy tín với hơn 8k đam đến từ vị trí của máy dập Viego. Tiếp tục xả tiền để update được thêm 2 sao. 6.2 mình gặp nhà Pentakill với 3 họng súng là Karthus, Akali và cả Viego đều full đồ hết. Nhưng Kiana team mình nói là xin cái tuổi. Hack đồ cho Ken ở round này cũng giúp cho Ken gây một lượng đam nhất định bằng với 2 tướng carry của mình. Sao mà đó được? Lý do tại sao mình cho Kiana Blue thì đây chính là lý do này. Nhà mình gặp ở round này là nhà Yone cuồng nhiệt. Mình xếp Kiana gần Yone để sau khi cô nàng này kết liễu những vị tướng yếu đuối của team bạn thì chuyển sang hất tung Yone, không cho nó cơ hội làm gì cả. Đồng thời thì cũng hack đồ của Yone cho các tướng team mình, giành lấy chiến thắng một cách dễ dàng. Ông kia thì cũng dừng lại cái top 4 luôn, lấy ở chợ thêm về một cái nước mắt, lắp nốt bàn tay cho Ken đủ đồ. Ông KDA Ari Akali cũng không hề chịu thua kém ông kia, lên cấp cho thêm cả Karthus vào sân để chinh chiến. Nhưng mà nó lạ lắm, Karthus không Pentakill, cũng không có đồ phép, chỉ có mỗi đồ mana thì khó mà hạ gục được ai. Cũng hơi xui cho team bạn là Ari hơi thiếu đồ đam một chút thôi. Ông còn lại thì để thua bóng của mình và máu. 6.6 là cuộc chiến cuối cùng giữa hai nhà Pentakill. Đối thủ mãi roll update Sona 2 mà không xếp bài. Mình kê thẳng Kiana vào mồm Akali team bạn để làm mềm cũng như là hack đồ cho team mình. Akali bay đi thì kẻ bị hất tung tiếp theo đó chính là Viego. Hack nhiều đồ cho team cũng là lúc tank của mình cứng cáp hơn. Ken và Viego thừa nước đục thả câu, len lỏi ra đằng sau xử lý từng mục tiêu một và để đem về cái top 1 cho nắng. Tổng kết, Viego đã được boost mạnh mẽ nên có thể flex rất nhiều bài đấu, nhưng buộc phải có Pentakill và ít nhất 3 thánh da rẻ. Đam phụ cho Viego có thể là Karthus, Kiana hoặc thậm chí là Zed, tùy đồ và tùy tình huống bài. Đồ cho Viego cần ít nhất một món hồi phục để vị tướng này không bị chết sốc nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và like cho mình. Chúc các bạn leo rank vui vẻ. Bye bye!